thầy là trần quang bình hôm nay giới thiệu với các bạn về lập trình khối lập trình không có trong lĩnh vực lập trình việc lập trình khối là việc để tiến hành lập thực hiện các dữ liệu trong các phần của lập trình ví dụ khi lập trình để xem những thông tin mà người dùng mua bán thực sự có nội dung hay không người lập trình lấy từ trong các phần của lập trình một chiếc xe lập trình không có được coi là lập trình công nghệ tiên tiến ví dụ Người lập trình không có có thể làm việc với các ứng dụng công nghệ như MATLAB, Python, R, ER, Java và các phần của nó có thể được lập trình như các bản phụ, các phần mềm thiết bị. Nếu bạn đang cần lập trình khối thì có thể tìm hiểu ứng dụng công nghệ này ở trang web của bạn